không? Đẹp lắm. Đi đâu em? Về nhà thôi. Đi đâu em? Về nhà thôi. Ủa anh đếm 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nữa đi. Đếm đi. Smoking rooms wherever you are. Just about closing time. Đếm. Không. Đếm lắm. Anh bắt được. Nè, em trốn ở đâu là anh tha cho phát một mạng, anh tha như tới hai mạng. Anh tha như tới hai mạng. Anh thấy mà anh bỏ đó nha. Em đứng yên như vậy nè, anh làm sao bắt được em? Tới lúc anh đứng sau cái màn làm sao mà em biết là anh đang nhìn em, đúng không? Là anh cố tình anh tha cho em. Dắt Ngọc đi không ạ, bây giờ sợ lắm mà. Không ạ, tôi bây giờ đối địch nhau ạ. Đi hẳn em đi có tiền mà. Không ạ, chúng tôi đối địch nhau ạ. Chúng tôi đối địch nhau ạ. Thôi là hết anh đi đường anh. Không ạ. Tình duyên mình chỉ đến. Chúng tôi đối địch nhau ạ. Biết vậy lúc nãy tôi bắt bà cho rồi. Này là... Carit đúng không? Hay hoa. Không, đừng bỏ chồng em, đừng bỏ chồng. Đúng rồi. Không, đừng bỏ chồng em, đừng bỏ chồng. Đúng rồi. Em bên đời bỗng vui. Chẳng thêm những ngày giá đông lạnh tâm. Có thêm đôi tình nhân. Chồng ơi, chồng ơi, một cú lừa rồi không ơi. Của chị nữa thì coi như đòi chị thua luôn rồi. Chơi gì nữa. Ủa là chị thua. Hôm nay là nói mặc đồ ra biển nhất đó. Ê, về với trắng đen là một cặp bà chùm hay lắm. Bắt đầu đi. Nói chung là duyên số của em với Caric vẫn chưa có chia ly. Ủa vậy đám cưới hả? Sáng tới cùng giờ đi làm ngày đêm ngủ chung một giường, hai ta bầu cùng nhắm một hướng, hai ta sẽ là một cuộc sống anh ổn không? Caric là xô sinh cùng tháng với em. Ai trả mấy à? Tháng 4. Em 4 tháng 4, Caric là 12 tháng 4. Thì em nghĩ là anh ấy sẽ thích số 4. Em chọn số 4. Hay quá trời. Chắc
suy luận đồ ghê quá. Đây có rất khá, rất khá, không phải ạ. Nhưng mà không phải em ơi, tí tuệ đó. Ủa thì cũng là đó. Nhận được xin Tuấn Kiệt thì sao ngại ngùng vậy? Sao vậy chị? Tháng đi quay không nói tiếng nào hết. Ủa sáng ở chung nhà hả? Không. Ý là sao? Ý là chị em thân thiết nhau thì phải xin nhanh một tiếng, phải nhắn tin chị ơi bữa nay quay lại lắm à nha, thì xin nhanh tiếng rồi mình có thể đoán ra nhau. Để chi? Đúng, để chi? Để chị đỡ bị phạt. Em thích nhìn chị bị phạt mà. Thôi chờ đợi gì nữa, thiệt đúng là bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm là Kim Tuấn Kiệt. Làm gì ạ? Phạt á. Trời ơi. Gì dài dữ vậy anh? Bắt Buka hát nữa thì khán giả không hài lòng á. Câu năm con cá bằng mũ, vừa câu cá vừa hát, quên hát phải câu lại từ đầu. Trời ơi. Em đổi rồi hả? Cần em cài giúp chị không? Ủa chị nha em, tôi tàng hình rồi tôi không thấy gì cả. Rồi à, được ạ. Để coi. Là câu vậy hả? Câu năm con vừa câu vừa hát. Trời, hai ba hát câu. Vì hôm nay sao sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình, người thân trong cuộc chơi. Khó anh ơi. Hát đi ạ. Hát máy tính đó chị. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Hát nhạc khó luôn. Các bạn bình thường hát không được, hát nhạc khó luôn. Cho những bông hoa và những nụ cười. Dính này kìa, dính này kìa, dính này kìa, dính này kìa. Tôi chợt biết rằng ngày mai tôi chết. Thôi không tập trung nữa. Để chú đen chỉ cho nè, để chú đen chỉ cho câu nè. Đó, nè, mình câu đây khó lắm, mình câu cá là nhanh hơn nè. Bây giờ vậy, bây giờ hãy hát bài gì có chiếc máy bay. Hay là hát bài em tự sáng tác cũng được. Em có sáng tác nhạc đó hả? Có, hát còn bài có máy bay. Chị đây, chị đây, chị đây, chị đây, chị đây, chị đây, chị bay, chị bay, chị bay, chị bay. Em lái chị không, chị là máy bay. Trời đất ơi. Lắm. Mà có cảm giác một người mới hai người vui ấy. Dạ. Hay là mình dồn vô. Ủa? Một cái phòng em, thôi. Em tưởng là em mới thì tất cả mọi người phải cùng vui chứ ạ. À? Đâu. Một người mới hai người vui. Có gì đâu, ai vui thì vui thôi. Dạ tại em vui thôi em cười. Thì xin hỏi là Chi Tú Kiệt đã từng xem chương trình này chưa ạ? Dạ em là thí sinh mùa đầu tiên của chương trình luôn. Vui chơi. Và mình đã xem nhiều số chưa ạ? Dạ rồi em xem rồi. Thì em thấy chương trình mình và các nghệ sĩ như thế nào? Dạ rất là tuyệt vời luôn ạ. À. Mình có thể nói chuyện nó dài hơn tí được không? Nó dài hơn tí được. Đúng không? Rồi. Hỏi cụ thể không? Từ từ anh Giang đang hỏi chung chung nên là Kim nó sẽ rất là khó trả lời. Bây giờ anh Giang hỏi phải hỏi cụ thể ai? Anh em muốn nhắm ai trong đây để anh hỏi? À không, anh hỏi là
Jin đã xem nhiều rồi. Dạ. Thì Jin thấy các nghệ sĩ cũng như các người chơi và sự phối hợp để trả lời câu hỏi thì mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị khán giả. Thì với cái tư cách là một thành viên mới ngày hôm nay ở cái căn chung cư này, thì em mong muốn sẽ đem lại điều gì cho quý vị khán giả xem đài? Em mong muốn là em sẽ mang lại những điều thú vị cho quý vị khán giả xem đài, cũng như là giúp cho các bạn sẽ có những cái kiến thức đúng để các bạn giành được chiến thắng. Cảm ơn em, cảm ơn em. Jin ơi, anh cũng muốn đại diện cho chung cư á, thì anh cũng rất là hy vọng là hôm nay em đến đây sẽ lan tỏa cái tình yêu tới với mọi người. Cái niềm vui, niềm hạnh phúc cũng như là tình yêu, tình cảm với tất cả các anh chị đây. Dạ. Buka ơi. Cảm ơn anh. Buka. Bạn mới đến nhà hãy còn nhút nhát, em hãy dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. Tự nhiên là em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Kỳ lắm, tại bạn ca sĩ mà em dạy bạn hát là đi xa đó. Thì vì Jin là người mới, cho nên ban tổ chức có một cái sự ưu ái dành cho Jin Tú Kiệt. Đó là mong muốn đổi chỗ, em có muốn đổi chỗ khác không? Dạ, em đã dưới này cho tiện nè. Tiện việc gì vậy? Tiện gì đâu? Em tiện đi tới đi lui. Đâu đi được mà. Tú Kiệt đó là người quen với Tú Kiệt. Dạ, người quen á, Hương là đóng cho MV của em luôn. Wow. Ủa sao người nhà không mời mà đi mời đàn xa vậy? Nè, chị Buka nè, chị Khải Nhân. Thôi, để bài sau đi. Đây nè, hỏi cái biết lý do liền à. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 27 ạ. Bé còn nhỏ mà. Ừ, à, những người... Không có nói chuyện tuổi tác nữa, có người giận á. Đâu, anh đang nói chuyện với người chơi mà. Nhưng mà đừng nói tuổi tác nữa. Em giận hả? Không, có gì đâu giận trời. Em sẽ chọn Gin à. Wow. Quen rồi. Wow. Ghê nha. Người quen thì chọn người quen. Người ta phải tin tưởng nhau lắm á. Đúng rồi. Không, thật sự. Với lại thích nhau nữa mới chọn nhau. Đúng rồi, làm sao được có làm nha. Có cảm tình á. Cái MV mà Hương đóng cho em là như một cái phim ngắn, là hai đứa từ thời thanh xuân cho tới già. Đâu biết, đâu biết. Thôi, đâu còn giải thích gì đâu. Ừ, tự nhiên thích gì vậy? Có liên quan gì tới con hả con? Không, ý là tốn thời gian quá. Bây giờ làm luôn đi. Không, mình nói chuyện đi. Thì trong cái MV và đóng với Jin Tú Kiệt á, là mình đóng người yêu hả? Không, không phải là người yêu. Thật ra là chỉ có Gin thích em thôi. Tình đơn phương. Ghê nha. Ghê. Cuối MV thì có đến được với nhau không? Tiếc là không mà. Có những cảnh lãng mạn không? Dạ, cũng có nhưng mà ít lắm. Tại vì em có người yêu khác à. Trong MV đó em có người khác. Dạ. Tức là người ta chỉ mãi thích mình một đơn phương thôi. Dạ đúng rồi. Còn mình thì đã có trốn đi về rồi đúng không? Dạ. Quê Tôi nha. Quê. Mẹ em nấu phở rất ngon. Mẹ em nấu phở ngon hả? Nấu được phở Nam, phở Bắc luôn. Wow. Trong đây chỉ có hai người được ăn phở mẹ em nấu thôi. Ai? Một là em. Hai. Tiếp tục chương trình. Vậy thôi còn hỏi nữa. Tới. Vậy con hỏi tới nữa. Rồi sao lại nói sao đừng vậy vậy. Là hỏi tới. Tiếp tục chứ vậy. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing, probably something about her eyes and how they're always shining. Cảm ơn anh. Nghĩa là cuối chương trình nếu có bị phạt thì em với lại Đạt bị phạt thôi. Thí còn bây giờ không? Còn bây giờ chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi nghỉ 3 tiếng đồng hồ để đưa Thúy Ngân vào để không chăm sóc y tế. Xin mời vô. Ghê chưa, hai tay giỡn hai người kìa. Từ từ lên lên. Thôi gì vậy, một tay thôi. Bắt đi. Lên đây. Tay kia cái tay. Anh chọn Thúy Ngân. Yeah. Anh mà ăn em nghỉ chơi với anh.
hạnh phúc ở trên thế gian, lòng anh bâng ướt. Đây là chương trình, đây là chương trình game show, không có những cử chỉ quá mức. Chơi cái gì kì kì cục vậy? Lui ra, lui ra. Bây giờ tôi thấy vậy nè, mỗi đứa đánh đầu một cái thì đứa nào đánh rớt trước đó tôi đó thắng đi, quấn gì vậy, chừng nào mới thắng. Em đây chị, em đã thua rồi. Xin lỗi Ngân. Anh đánh vô mặt em, vô miệng em, vô càm em hả? Nhưng mà sau đó người ta lại tôi vuốt má rồi. Tôi vuốt đâu? Có, vuốt lại nè. Đi dây. Mai lắm. Nghỉ chơi. Không có chân mày nha, không có chân mày. Cặp chân mày nó chỉ bằng hai cái cọng mà hai cọng dây thun chút xíu cho đi thôi nè. Còn lại khúc sau thì là giả hết. Giờ chơi tháo chân mày không nè. Nhưng mà vừa nãy em thấy vết cắn của em cắn. Em cắn nó Vinh chưa? Vinh, em nghĩ sao mà vết cắn nó giờ về bầm mấy ngày luôn. Đi không nổi luôn. Đi không nổi luôn. Răng thì sáng không đánh răng. Răng hay không đánh răng? Nhiễm trùng rồi chắc. Đứng gần nghe mùi là biết còn gì rồi. Em có bao giờ lại gần mà phà miệng em vô mà anh đâu mà anh nghe mùi. Anh đừng có như thế. Phà cái môi như mặt anh Vinh đã làm cho người ta đau lòng mà bây giờ anh Vinh cần tiêu lắm. Vậy mà mọi người mọi nói hả? Anh Vinh rất là thương Ngân luôn á. Nghe mẫu hơi chỗ nào hết mọi người. Cái hơi đó là hơi sưng lên luôn rồi. Thôi mình làm thăm gì vui luôn á. Mối quan hệ của Vinh với là Ngân là cái đợt. Ờ đúng rồi. Thành Luật, mối quan hệ của Thúy Ngân với Trương Thế Vinh là sao? Mối quan hệ của Vinh và Ngân thì tôi là người ngoài cuộc nhưng mà tôi thấy rõ như vậy nè. Giống như Dạ nói, ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, ở giữa không hề có một chút xíu tình cảm nào khác. Trời. Tất cả do tình đồng nghiệp thôi nhưng mà mến là đến. À, mến là đến. Mến là đến mà thích thì yêu. Thích thì nhất. Ờ, thích thì nhất. Ghê ghê ghê. Còn mà đối nghịch thì mình chỉ muốn sắp lịch. Sắp lịch để mà gặp nhau cho hết đối nghịch thôi. À, dễ dễ. Bảy nụ là một trong những cái lịch mà để cho Ngân và Vinh gặp nhau. Hai bạn tìm hiểu nhau, mặc dù trước đó đã tìm hiểu rất nhiều. Từ Vũng Tàu, từ Vũng Tàu. À, về Long Hải, về Nha Trang. Hai đứa cùng chơi lực lượng với nhau. Chú Ngân với chú Vinh. Ủa sao không biết cái vụ anh Vinh chơi lực lượng? Anh chơi dù với Ngân lúc nào mà em không biết dạ. Anh là anh Vinh. Em mà không biết em chơi dù với anh Vinh lúc nào luôn. Em đu dù với anh lúc nào vậy Vinh? Mày không chơi dù đó mà dù với nó. Đó, thấy không? Anh nói chuyện đi thôi, đúng chưa? Anh trả lời anh. Đó, hỏi Vinh là biết cách nè. Mình không có, mình không có phải giải thích gì hết. Đúng, đó là cách nói lại với những người đặt điều cho mình. Tôi đang đặt điều cho hai em đó. Hai em chỉ biết im lặng đừng nói gì hết. Tôi không nói cái chuyện hai em ở trên du thuyền luôn. Ok. Ok. Nãy giờ có một người chưa lên tiếng, đó là Lan Ngọc. Hãy hỏi Lan Ngọc về mối quan hệ giữa Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Thúy Ngân với lại anh Trương Thế Vinh là đang yêu nhau. Cũng được năm mấy rồi, có một đứa con rồi mọi người. Trời ơi. Mà tại giấu vậy thôi.